Dạ, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh của em nha, Hà Vinh Vlog. Thì buổi chiều ngày hôm nay là ngày 15 tháng 9, em cũng đang có mặt tại công viên bờ sông Sài Gòn nha cô chú. Đó thì chị Hồng Loan cũng đang là trên đường đến hội chợ này nha cô chú anh chị. Thì theo như em được biết á, là chị Hồng Loan đến đây sẽ phát những cái phần quà bánh trung thu cho các bé thiếu nhi nha cô chú. Đó thì hiện tại bây giờ là bên trong thì các anh chị MC cũng đang là mời các ca sĩ cũng lên là hát những cái bài hát về trung thu nha cô chú. Đó, hiện tại bây giờ là tất cả mọi người cũng đến rất là đông luôn cô chú anh chị. Đó, chị Hồng Loan thì cũng đang trên đường đến nha cô chú, nhưng mà em đến trước để quay chia sẻ đến cho tất cả cô chú anh chị và các bạn yêu thương chị Hồng Loan được xem nha. Dạ thì vừa rồi á là chị Hồng Loan cũng là có đến ngay chỗ chú nghệ sĩ Ngân Tấn là để là thắp hương tổ nghề sân khấu nha cô chú. Rất là vui luôn khi mà mấy ngày hôm nay á, chị Hồng Loan cũng liên tục là được các anh chị nghệ sĩ cũng mời tham dự cái ngày dỗ tổ ngành sân khấu nha cô chú. Mà cũng có những cái thành phần á, bá dưa á, cô chú chị đó, nó cũng lên tiếng, nó chửi chị Hồng Loan, nó nói rằng á là chị Hồng Loan không phải là một người ca sĩ mà tại sao á lại được các anh chị nghệ sĩ khác mời đi tham dự cái ngành tổ nghề sân khấu cô chú. Rất là bức xúc luôn, nhất là cái anh nghệ sĩ Lê Tín và cái anh đạo diễn hết thời á cô chú chị đó. Hiện tại bây giờ là anh cứ kiếm chuyện với chị Loan và chị Ni, anh soi mói những cái câu chuyện của chị Hồng Loan ra, anh chửi cô chú đến nỗi mà chị Hồng Loan á thì hồi trước đi bắn cá cô chú chị, anh cũng đem ra anh nói luôn, anh nói rằng á là tại sao chị Ba Bình Tinh á lại mời một cái con bắn cá không theo cái ngờ ngợ thật, rồi hát nhép nè, với lại là cái con Nimaco ăn trộm kết sắt từ bên Mã Lai rồi về lại Việt Nam mà đến để thắp hương tổ ngờ ngành sân khấu thì ai ở đâu mà chứng cô chú chị. Đó, những cái lời nói của những cái bên quay xe hiện tại bây giờ là nó đang đứng về bên phía mẹ con của nhà Cám là bắt đầu nó đặt điều nó vu khống nha cô chú. Đó cô chú ơi, thì hiện tại bây giờ là nhạc cũng rất là lớn cho nên là em cũng xin phép là đứng ở xa để quay chia sẻ đến cho tất cả bà con cô chú anh chị và các bạn hiện tại bây giờ là yêu thương chị Hồng Loan được xem nha. Tại vì mà em vô trong cô chú thì nhạc là nó sẽ dính bằng quyền nha cô chú anh chị. Đó thì quay trở lại cái câu chuyện drama của nhà chị Hồng Loan á, đó thì hiện tại bây giờ phải nói rằng á là những cái kênh YouTube bên đó nó đang á là lên những cái video là bắt đầu nó công kích anh Võ Việt Băng nha cô chú. Nó nói rằng là anh Võ Việt Băng góp phần tiền vào cái mặt trận tổ quốc cô chú anh chị đó, đỡ là ở ngoài miền Bắc đang có bão á, thì mình có nhiêu mình góp bao nhiêu thôi cô chú, chứ cũng đâu có liên quan gì đến những cái thành phần này đâu. Mà hiện tại bây giờ nó cũng lên nó soi mói rồi bắt đầu nó kích động những cái kênh YouTube đó, nó đặt điều nó nói rằng là Võ Việt Băng sẽ chuẩn bị là ú tờ rồi ăn 331 đồ các kiểu luôn cô chú chị, mà em chả thấy là ăn cái gì hết cô chú. Đó mà cứ lên đặt điều rồi vu khống người này người kia. Đó cô chú ơi, thì hiện tại bây giờ là các anh chị cũng đến tập trung rất là đông nha. Thì vừa rồi á là chị Hồng Loan cũng có chia sẻ một cái bài viết đó cô chú, là nói một lát nữa đây là chị Hồng Loan là đang trên đường tới nha cô chú, thì em cũng đến tới trước để quay. Đó thì em cũng cập nhật cái video này trước để chia sẻ đến cho bà con được xem. Thì chị Hồng Loan và các con của chị Hồng Loan là cũng từ căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm thì đi xe chắc cũng gần đến rồi cô chú. Đó thì cô chú anh chị cũng ráng theo dõi hết cái video của em nha, và cho em xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ nha cô chú. Chị Hồng Loan hiện tại bây giờ là đang trên đường cùng với các con của chị Loan là đến tại công viên bờ sông để là tối đêm nay sẽ phát những cái phần bánh trung thu cho các em nhỏ được cái vui trong cái mùa trung thu nha cô chú anh chị. Rất là vui luôn. Thì hiện tại bây giờ là bên trong nhạc rất là lớn luôn, cho nên là em cũng xin phép là đứng xa xa ra nha cô chú anh chị. Đó, cho nhạc lớn quá rồi nó dính bản quyền.
Thì quay trở lại cái câu chuyện mà của chị Hồng Loan, cô chú, thì hiện tại bây giờ phải nói rằng á, cái cô cháu gái nó rất là cây cú với chị Hồng Loan nha cô chú anh chị. Tại vì sao? Tại vì á, nó thấy chị Hồng Loan đang trên cái con đường bước tiến á cô chú, bước tiến rồi làm ăn được tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng yêu thương rất là nhiều, cho nên nó là nó cây cú lắm. Nhưng mà cây cú thì cây cú chứ cũng không có làm gì được đâu cô chú anh chị. Đó, chị Hồng Loan bây giờ cộng đồng mạng là đang yêu thương rất là nhiều, mặc dù những cái kênh YouTuber bẩn ở bên đó cô chú, đó nó lên tiếng, nó chửi chị Hồng Loan, nó nói rằng là Hồng Loan không phải là một người ca sĩ, mà tại sao là những anh chị nghệ sĩ lại đi mời nó tham dự cái ngày lễ giỗ cúng tổ ngành sân khấu cô chú. Thì các cô chú anh chị nghệ sĩ yêu thương chị Hồng Loan thì mời, cái điều đó là rất là bình thường thôi cô chú anh chị. Đó, chứ như ai kia từ ở bên Mỹ về Việt Nam đó, mà có ai ngó ngàng gì đến đâu cô chú anh chị, mà phải hôm qua là được thím bảy khột khèo thì cũng có mời đến tham dự cái ngày giỗ tổ ở bên đó cô chú. Đó, thì cái ông bên Mỹ này cũng về, ông rất là vui, ông đến ông hội tụ cái nhóm là Cẩu Hùa, có là cái thằng gà trống mặt gà mái, thằng em của cái bà mì xào cô chú anh chị đó, với lại là cái ông sạc pin, cái ông sạc răng á, mà nghĩ á cũng mắc nhục dùm cho chú nghệ sĩ Lơ Tín cô chú anh chị. Tại vì hồi trước ông đứng về bên phía chị Hồng Loan á, là ông chửi ông Sạc Thành á, chửi tan nát luôn. Ông đòi một hai là phải tháo răng ra trả lại đó. Mà nghĩ sao hiện tại bây giờ ngày hôm qua thì gặp rồi ngồi chung mâm rồi nói chuyện rồi cười, chắc nhục dữ lắm cô chú. Như em là em thấy em nhục nhã luôn á. Rồi cọt khèo thì đem ho lên tặng bông cho chú nghệ sĩ Lơ Tín hát á cô chú. Đó, hát ở trên sân khấu mà hồi trước á, thiệt tình mà nói cô chú anh chị, chửi ghê lắm. Chú nghệ sĩ Lơ Tín chửi cái nhóm bên phía mà kêu rằng là ruột thịt á, chửi thậm tợ luôn, trù cái này trù cái kia. Mà hiện tại bây giờ là mình quay xe mình đứng về bên phía bên đó thì không biết rằng là cái nhục mình nó nằm ở đâu cô chú. Nhiều khi nó đứt cái sợi dây nhục rồi, cho nên là không có biết nhục cô chú anh chị. Cho thiệt tình mà nói á, như những người khác á, nếu mà người ta rời ra ma cô chú anh chị thì người ta cũng sẽ là không bao giờ mà người ta ngồi chung mâm đâu. Tại vì mắc cỡ, mà cái ông này ông biết mắc cỡ đó, hiện tại bây giờ là không biết nhục luôn đó. Đó cô chú ơi, thì chị Hồng Loan cũng sắp đến rồi nha cô chú. Dạ thôi giờ em cũng xin phép là kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video sau nha. Dạ em chào cô chú nha.